Chương trình đang được livestream trên YouTube và fanpage của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam, fanpage VOV TV News 24 7. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7. Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi và thảo luận tại tổ về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo nghị quyết số 135 ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khóa 14. Trong phiên làm việc buổi sáng, cho ý kiến về dự thảo luật công chứng sửa đổi, các quy định về việc mở rộng thẩm quyền cho công chứng viên trong giao dịch bất động sản, đồng thời cần quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người phiên dịch đối với nội dung bản dịch là những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Điều 41 dự thảo luật quy định, công chứng viên được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh, nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ một số trường hợp nhất định. Nội dung này được kế thừa từ luật công chứng năm 2014 đang có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ quy định này. Tôi đề nghị cân nhắc đối với đề xuất mở rộng phạm vi các giao dịch về bất động sản được công chứng không phụ thuộc vào địa giới hành chính đây là mục tiêu chúng ta hướng đến nhưng nếu quy định ngay trong giai đoạn hiện nay là hết sức nguy hiểm chưa phù hợp với thực trạng hiện nay của nước ta bởi lẽ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản hiện nay mới đang bắt đầu ở một số địa phương sự liên thông cũng mới chỉ bắt đầu tính chính xác của số liệu và thông tin liên quan cần có quá trình hoàn thiện. Về các quy định liên quan tới tính chính xác của bản dịch, một số ý kiến cho rằng theo tờ trình của chính phủ, việc chứng nhận bản dịch không còn thuộc phạm vi hoạt động công chứng. Tuy nhiên, công chứng viên vẫn được giao chứng nhận bản dịch bằng hình thức chứng thực chữ ký của người dịch. Vì vậy, cần phải quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người dịch đối với nội dung bản dịch. Tuy nhiên, dự thảo luật không quy định việc chứng nhận tính chính xác, hợp pháp của bản dịch thuộc phạm vi hoạt động công chứng như luật công chứng hiện hành, mà chỉ quy định việc công chứng viên chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật về chứng thực. Tôi cho rằng quy định này bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu chứng thực bản dịch. Tuy nhiên, tôi đề nghị giả soát để quy định rõ trách nhiệm của người phiên dịch đối với tính xác thực và hợp pháp của nội dung bản dịch. Về thẻ công chứng viên tại điều 36 quy định, công chứng viên chỉ được hành nghề công chứng sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ công chứng và phải xuất trình thẻ công chứng viên khi hành nghề. Để phù hợp hơn với thực tiễn cũng như tác phong làm việc, có ý kiến đề nghị quy định công chứng viên phải đeo thẻ khi hành nghề thay vì quy định phải xuất trình thẻ công chứng viên cũng trong sáng nay với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.